Hiện tại, sân vận động Gelora Bung Karno được lắp đặt loại cỏ lai hỗn hợp, bao gồm 97% cỏ tự nhiên Gelonzoysia và 3% cỏ nhân tạo được khâu bằng máy chuyên dụng, và được đánh giá là một trong những mặt cỏ tốt nhất ở các sân vận động của khu vực Đông Nam Á hiện nay. Tuy nhiên, nếu chọn thời điểm nào mặt cỏ Gelora Bung Karno mang đến cảm giác thích mắt nhất, thì chúng tôi chọn thời điểm năm 2019. Ở thời điểm ấy, mặt cỏ sân vận động này 100% là cỏ Gelonzoysia, được chăm sóc rất bài bản và khoa học. Mặt sân được cắt tạo sọc rõ ràng, sắc nét, gần như không có khuyết điểm ở mặt sân Gelora Bung Karno thời điểm ấy. Ngay cả khi quan sát trực tiếp hoặc xem qua truyền hình, mặt cỏ này vẫn rất nịnh mắt. Quan sát từ tất cả các hướng trên khán đài Gelora Bung Karno, sọc cỏ luôn sắc nét cân đối và đẹp mắt. Sau đây, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại mặt cỏ Gelora Bung Karno ở thời điểm mà chúng tôi cho là đẹp nhất.